What's up anh em? Chào mừng anh em đã lại quay trở lại chuyện của Basa Team TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại đến với những món đồ tiếp theo đến từ Xbox 360. Vì đợt này mình có lẽ mình búp Xbox 360 hơi nhiều, cho nên là khá là nhiều game xịn và hay cho cái máy này. Hôm nay thì mình có 4 bảo bối. Không biết là anh em đã xem cái tập trước của mình chưa? Nếu mà tính trên đầu ngón tay là không biết mình đã vui bao nhiêu tựa game với Xbox 360 nhỉ? Khá là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm gọi là khui hộp của một tựa game mà vừa ship cho mình xong ngày hôm nay, và ba tựa game nữa mình lục được ở ngoài chợ rời. Đây là ba tựa game mình đã lục được ở ngoài chợ rời. Anh em mình sẽ giới thiệu từng game cho anh em sau. Ok, thì trước hết thì chúng ta sẽ đi khui hộp cái game này trước. Đây là một tựa game khá là hay, mà phải nói thật là đối với người sưu tầm như mình ấy, tựa game này đúng ra là đáng để sở hữu. Và nếu mà những bạn nào mà sưu tầm thì ví dụ như sưu tầm cái máy chơi game console Gen 7 thì đây cũng là một sưu tầm, gọi là một cái món đồ sưu tầm đáng để sở hữu. Tại vì sao? Vì thứ nhất đây là một tựa game độc quyền Xbox 360 và chỉ có Xbox 360 thôi. Còn nếu mà tính bản remastered remastered trên PS4 bây giờ thì ta sẽ không tính, vì bản đó nó không có giá trị sưu tầm lắm so với bản này. Thứ hai, đây là một tựa game của Capcom. Mình đã nói cho anh em như thế, chắc anh em đã suy luận ra được cái game gì rồi. Và bây giờ thì ta sẽ khui hộp luôn, và mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em về cái tựa game này. Đây là một tựa game rất là hay của Capcom. Nó cũng khá giống Resident Evil, nhưng mà chỉ khác là cái phong cách của nó, cái style của nó. Nó mang phong cách kiểu zombie thập niên 60 hơn. Và cái game mình chơi khá là vui. Nó không kiểu nghiêm túc như là Resident Evil. Một chút để micro. Ok. Rất là xứng đáng để sưu tầm. Không có gì nói là không có gì để tả nổi với tựa game này, vì tại vì tựa game này quá hay. Nói chung là quá hay. Và thứ hai là một trong những tựa game gọi là độc quyền trên Xbox 360. Và đây là thực ra thì series game này thì đã có 4 phần rồi anh em ạ, đã có 4 phần rồi. Nhưng mà có 2 phần là độc quyền trên Xbox 360 và Xbox One. Và 2 phần còn lại là đa nền tảng, là có cả PS4 và PS3, có 2 phần thôi. Nó chia hơi rầm bà dịt. Tại vì một cái là kiểu là có mà hai kiểu là phần 1, phần 3 lại được cái Xbox, và phần 2, phần 4 nó lại kiểu đa nền tảng. Đôi khi mình thấy nó cũng hơi hài. Nhưng mà đấy là logic của Capcom với cả Microsoft. Thế nên mình chẳng biết được. Ok. Thực ra thì nếu mà để nói tựa game của Capcom mà đồng với trên Xbox ấy, thì phải nói là từ trước đời của Xbox 360 rồi, đời của Xbox Classic anh em ạ, thì có một cái tựa game tên là Dino Crisis 3. Tựa game này cũng là một tựa game đồng với trên Xbox Classic. Và mình nghĩ là có lẽ là từ cái đợt mà độc quyền tựa game Dino Crisis 3 vào năm 2003 như thế, thì có lẽ là tựa game này là tựa game thứ hai độc quyền trên Xbox. Mình nghĩ là vậy, vì tựa game này ra mắt sau 3 năm, à 2006. Ok. Mình sắp học rồi. Rồi, ok. Đã xong. Bóc hộp thật là gian nan. Và mình sẽ bóc thử ra xem nó cái gì. Đây là một tựa game mà anh em sẽ muốn sở hữu. Ta-da. Xin giới thiệu anh em, đây là tựa game Dead Rising. Và cái phiên bản mình đang sở hữu là phiên bản Platinum. Tuy là không còn bug, mình biết là vậy. Nhưng mà đây cũng là một tựa game mình đáng sở hữu nhất. Tại vì
Thứ nhất đây là tựa game độc quyền trên Xbox 360, như mình nói đây là tựa game độc quyền Xbox 360. Và thứ hai, ít nhất thì nó vẫn còn đĩa. Anh em ạ, ít nhất thì nó vẫn còn đĩa. Vẫn còn đĩa. Và một cái gì đấy hình như là cái code thì phải. Hình như là một cái code anh em ạ. Hình như trong trong này nó là một cái code. Đúng rồi. Một cái ID đây, nhưng mà người ta bịt, người ta gạch. Gạch người ta bịt ở đây. Mình sẽ kiểm tra đĩa. Và thứ hai đây, đây là một con hệ Mỹ và đúng với cái tính chất gọi là bản Platinum. Còn khá trong anh em ạ, còn khá trong và khá mới luôn. Khá trong và khá mới luôn. Cũng rất là thoải mái, rất là ok. Thì tại sao mình nói game này lại là đáng sở hữu? Tại vì thứ nhất là game này tìm ở Việt Nam bây giờ cũng khá là hiếm. Trừ khi anh em tìm được những cái mối hàng nào mà chuyên đĩa Xbox ấy, thì anh em sẽ có thể là có cơ hội để tìm ra được cái game này. Thứ hai đó là đây là một tựa game độc quyền trên Xbox 360 và phát hành vào đúng vào năm 2006. Một tựa game rất hay. Nói chung là hay mà hài. Mà đúng theo tính chất là hidden gem cho hệ máy Xbox 360 luôn. Nếu như mà chúng ta chơi Xbox 360 mà chúng ta không nhắc đến Dead Rising thì quả là quá phí. Nếu mà chúng ta không nhắc đến Xbox 360 mà không nhắc đến Dead Rising cũng một trong những tựa game độc quyền như vậy. Và thứ hai là cốt truyện của tựa game này thì mình đã có chơi qua, mình có chơi qua phần đầu. Thì kiểu như là chúng ta sẽ vào một vai thanh niên nhà báo. Đấy, thì kẹt ở một cái khu gọi là khu mua sắm, xong rồi kiểu thậm chí chúng ta còn tự chế vũ khí, sao đập zombie mà zombie nó đi rất chậm, nó không phải là kiểu như là zombie nó đi nhanh như trong Left 4 Dead hay những cái tựa game khác. Thì nó cũng kiểu tính chất rất là kiểu classic và cổ điển, mà có cái gì đấy nó giống như là chúng ta xem một bộ phim zombie từ thời xưa thì đúng hơn. Đó là cái hay của Dead Rising. Và ba tựa game ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em đó là ba tựa game Shadowrun. Đây, Shadowrun. Đây là một tựa game bắn súng của hãng Alpha Studio và Microsoft. Thì đây là một tựa game từ năm 2007. Phiên bản mình đang sở hữu đó là phiên bản hệ Á. Đây là phiên bản hệ Á này anh em ạ, có chữ tàu đấy. Thì đây là một tựa game bắn súng. Nó cũng hơi giống Counter-Strike kết hợp với cả Halo. Thì đây là một tựa game online. Tuy là bây giờ Xbox 360 thì họ ngừng hỗ trợ cái server Xbox Live rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chơi online được nếu chúng ta có những cái đĩa game online như này. Đây là một trong những đĩa game online đầu tiên mình sở hữu. Đĩa game online đầu tiên mình sở hữu. Tại vì sao? Vì trước đấy thì mình chưa bao giờ sở hữu một cái đĩa game nào mà đĩa game chơi online cả. Mình sẽ bóc hai tem ra để tránh cho nó. Trước đấy mình chưa bao giờ sở hữu một cái tựa game online nào mà ở dạng đĩa như này cả. Đó. Thứ hai là đây là một tựa game mà mình cảm thấy mình đã chơi thử qua, mình đã bắn mấy boss và cảm thấy là khá là thích thú. Đây là đĩa game của nó, anh em có thể chiêm ngưỡng. Đây là đĩa game của nó. Và mình đã check rồi, cũng còn khá mới khi mà mình lụm được ba em này ở chợ rồi và một em này ở trong Nam. Ok. Thì game cũng khá là thích. Nói chung là chơi cũng khá là vui. Tựa game tiếp theo là Perfect Dark Zero. Đây là một trong những tựa game độc quyền trên Xbox 360. Và chúng ta có thể thấy là có tem Only on Xbox 360 ở đây. Only on Xbox 360 đây. Mình sẽ cho anh em nhìn kỹ. Đấy. Thì đây là một trong những tựa game của Rare. Hãng Rare là ngày xưa là một trong những hãng mà sản xuất game cho hệ máy của Nintendo. Nhưng mà vì do Nintendo làm ăn, nói chung là cũng không giữ được cái thương hiệu đó, thì cũng cuối cùng là lại bị để Xbox mua lại vào năm 2001. Khoảng khi mà phát hành Xbox rồi thì Rare bắt đầu về đầu quân Xbox. Thì từ đấy thì có rất khá nhiều game, tựa game hay được phát hành cho hệ máy này. Và trong đó có Perfect Dark Zero. Perfect Dark Zero được cho là bản sequel, nghĩa là phần tiếp theo của cái tựa game Perfect Dark Zero phần trước đó trên hệ máy Nintendo 64. Và đây là bản trên hệ máy Xbox 360 và mình đã chơi thử rồi. Nó cũng khá là hay mặc dù là nó không có tính năng nhảy. Một cái điểm trừ rất lớn của một game FPS đó là nó không có tính năng nhảy. Của cái tựa game này đó là không có tính năng nhảy. Mình chưa bao giờ chơi một cái tựa game FPS nào mà nó không thể nhảy, không thể gì được. Nó chỉ có thể kiểu anh em cầm súng và run and gun và kiểu bắn sao nạp đạn và làm những cái, nói chung là hành động, nói chung là đồ họa thì nhìn khá là đẹp mắt. Nhưng chỉ tiếc là nó không có tính năng nhảy nên chúng ta sẽ không thể nhảy được. Đó là một tựa game cũng khá là hay. Và tựa game thứ ba, đó là một tựa game rất là quen thuộc với anh em rồi. Nếu mà anh em nào mà là tuổi thơ với tựa game này thì anh em có thể comment ở phía bên dưới và subscribe cho kênh bọn mình nhé.
Thì tựa game thứ ba này là một tựa game thuộc dòng nhà bắn súng của Activision, một tựa game rất là đình đám vào năm 2007 khi mà lần đầu tiên được phát hành cho hệ máy console mới, đó chính là Call of Duty 4 Modern Warfare. Thì mình đang sở hữu cái phiên bản Modern Warfare như là hệ PAN, hệ Âu, nhưng mà đây là hệ Âu, chắc chắn là hệ PANUX. Và cái đĩa bên trong của Modern Warfare thì nói chung là còn khá là tốt và mình vẫn còn book luôn anh em ạ, mình vẫn còn book luôn. Thì đây là một trong những phiên bản mà mình đáng giữ nhất vì mình chưa có một tựa game Call of Duty nào bản bản chính thức. Thứ nhất là mình chưa có một cái đĩa Call of Duty nào cả. Thứ hai là mình cũng chưa từng sở hữu một cái đĩa thật của Call of Duty mà lại là bản đầu tiên cho console Gen 7 này. Ok. Vậy tổng cộng là chúng ta đã có bốn tựa game ngày hôm nay. À quên mất, chưa cho anh em xem cái tựa game Perfect Dark Zero bên trong. Thực ra thì nó cũng chẳng còn bug gì đâu. Nhưng mà được cái là đĩa cũng ngon. Đĩa cũng ngon, khá là ngon và còn khá là mới. Đĩa Call of Duty kiệm thì khá là mới anh em ạ. Ok. Vậy là ngày hôm nay tổng hợp đi chợ, thế là mình đã mua được 3 tựa game này cộng với một tựa game trong Nam. Thế là vị chi thì nói chung cũng tiêu tốn của mình khá là nhiều. Nhưng mà mình cũng khá là hài lòng với những gì mình đang có vì đây là một trong những món đồ sưu tầm mà mình cảm thấy mình khá là tâm đắc. Nếu mà tính cộng tổng cộng với đống đĩa Xbox kia thì mình cũng phải khá là nhiều rồi đấy. Ok. Và thank you anh em đã xem kênh của mình, nhớ like, subscribe và đừng quên chia sẻ và hãy comment cho những tựa game nào mà anh em cảm thấy gọi là hay nhất trong ký ức của anh em, hay là tựa game hay nhất về tuổi thơ. Thì mình sẽ nếu như mình có cơ hội mình sẽ săn cái tựa game đó cho anh em xem là cái đĩa thật đó nó sẽ như nào, và sẽ có những cái video trải nghiệm khi mà chơi những tựa game đó trong tương lai. Mình sẽ làm một cái chuyên mục làm về kiểu streaming game nhưng mà nó cũng gọi là mang tính chất vui thôi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem, nhớ like, subscribe và đừng quên ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye. Bye bye. Hôm nay như thế là đủ rồi.